Rồi, chào anh em nha. Bây giờ thì mình sẽ cùng anh em giới thiệu với anh em một cái sản phẩm ở trước mặt mình đây. Đó là một cái bộ tưới vườn, tưới nước, tưới hoa, tưới bông, tưới kiển gì đó, vân vân ha, của Takari. Thì cái cuộn này là cuộn nội địa Nhật ha anh em. Trước kia thì mình có bán cho anh em những cái cuộn của Takari hàng Nhật và nó được sản xuất ở Việt Nam. Nhưng mà cái bộ này thì nó được sản xuất 100% tại Nhật luôn anh em. Đó. Cái model của nó nè. Cái model của nó là R115FZ ha. Nó khác cái model mà sản xuất ở Việt Nam. Thì cái sợi dây này nó rất là dày và đặc biệt nó dẻo, anh em thấy là nó rất là dẻo luôn. Cái này mà mình nghĩ mà nó giống như cái nó làm giống như cái cuộn dây hơi luôn vậy anh em. Tức là cái cuộn dây hơi là nó dây nó giống như vậy nè. Tức là cái áp của nó chia sẻ chịu được áp cao. Xài rất là ngon. Thì anh em thấy là cái dây này nó để 15 mét nè, tức là cái cuộn dây này chiều dài của nó 15 mét. Cái đường kính ngang của nó thì ở đây nó khoảng được 10 khoảng 10 ly thôi à, 10 ly ha. Thì cái cuộn này nó không có giống như cuộn kia là nó sẽ cái có một cái số cuộn á thì nó sẽ là quắn, nó xoắn như nó, cái tay quay nó xoay như thế này. Thì thật ra nếu mà cái cuộn nó tiện lợi hơn á, nó có cuộn xoay luôn á thì giá thành nó sẽ cao hơn, khoảng 1,5 triệu đến 1,6 triệu tùy theo nữa, nói chung là tùy theo cái kích thước dài nữa. Thì cái cuộn này nó có đầy đủ cho mình luôn một cái vòi theo nè, cái vòi tưới này thì nó cũng có bốn chức năng luôn em, bốn chức năng. Coi khoan khoan, 1, 2, 3, 4, 5, phải không? Năm, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 5 chức năng nè, đó, ha, đều là hàng nội địa luôn, thì nó sẽ có luôn cái vòi tưới luôn. Thì cái vòi tưới này nó sẽ khác cái vòi tưới mà mình bán riêng lẻ. Đó. Ở đây nó có cúc nối sẵn cho mình luôn, tức là nó gắn sẵn hết rồi. Cứ về là chỉ cần anh em chỉ cần đây nè, nó có cái ba con ốc như thế này, nó giống như cái van của máy giặt vậy đó. Cái van nước của máy giặt, chúng ta chỉ cần đưa cái vòi đây mà ta siết ba con ốc này lại thôi. Thì nước nó trong này nó sẽ cái gon này nó sẽ kín, làm kín lại, nó không có chảy ra. Ha. Thì cái này nó anh em xài thì anh em xoay ra như thế này chứ nó không có cái tay quay ha, giống như là một cái cuộn mà anh em tự quấn vô thôi. Hàng nội địa Nhật 100% nha anh em. Ở phía sau tem này nó có để Made in Japan giới thiệu phía sau này. Cái này nó dán tem rồi, dán lại mình không tháo ra. Hàng chuẩn nội địa luôn. Ở trong này nó cái này nó cái vỏ này nó sẽ là vỏ bố, nhựa xong rồi dây bố và bên trong là một cái lớp dây trắng nữa. Nói chung là nó tới 3 4 lớp rồi. Xài rất là bền, cực kỳ bền luôn. Ha. Thì cuộn này giá của nó mình bán ở đây là 900 mấy. Để mình xem cái giá được dán ở đâu rồi. Đây nè cái giá đây nè. Giá 920 ngàn một cái cuộn như thế này. Thì nó rẻ hơn cái cuộn mà có cái tay quay. Cuộn có tay quay thì nó sẽ mắc hơn. Thì cái này là mã đặt hàng của nó là TA004. Giá 920 ngàn ha. Giá chưa có ship. Đó. Thì cái này anh em có thể sử dụng gắn vô trong cái những cái máy của anh em hay gì đó để xịt nó cũng được, nó chịu áp lực cũng cao lắm ha. Dây này chịu áp lực cao được nha. Tại vì dây này đó là nó có xài 4 đó. Rồi, thì mã đặt hàng là TA004 920.000. Và giá là giá chưa có phí vận chuyển nha anh em, chiều dài là 15 m. Đấy. Cảm ơn anh em đã xem cái video này ha. Thì em cứ đặt hàng thì cứ liên hệ vào số điện thoại 0933119646 hoặc là 0868013031 hoặc là nhắn tin trên Zalo. Đó, Zalo dùng cụ em 4 giờ. Hoặc lên website đặt hàng cũng được. Cảm ơn anh em nha. Chào anh em và chào cả nhà nha.